Ok, vẫn là những ký hiệu trong app mới ấy này mình sẽ sử dụng. Rồi bạn tự đọc đi, bầu sẽ đọc. Thì trong lần này chúng ta sẽ hoàn thành những quest như là Bring It On, Flotsam, Poker Face, Flotsam, Trouble. Vốn cái này là một cái DLC và kết quả là nếu bạn làm đúng cái trong quest Poker Face kết hợp với quest Trouble thì bạn sẽ được hưởng cái công thức để chế cái áo giáp Hunter Armor rất tuyệt vời. Và chúng ta cũng sẽ kích hoạt luôn Quest Fight Club, nhưng chúng ta không thể hoàn thành luôn nó được vì nó còn quá cũng có vài một hai giai đoạn. Còn Poker Face thì đây cũng là một cơ hội tốt để mình hướng dẫn các bạn cách chơi xuất sắc luôn. Rồi ok đi thôi. Bây giờ chúng ta nhìn nếu như bạn còn nhớ thì lần trước chúng ta đã kích hoạt Quest Troll Trouble từ F2 hay F3 gì đó mình quên rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với thằng Chô Táp hay Dô Táp cái gì đó. Nhưng trước hết chúng ta sẽ kết thúc luôn quest Bring It On First Slam bằng cách ở đây. Để xíu mình để chờ chừng khoảng 6-7 giờ sáng gì đó. Đây. Ok. Đứng ở từ khu này bạn đi đến căn nhà gần đây nhất thì đây chính là nhà của thằng cha vật tay giỏi nhất. Ôi cha cha đi lộn vô nhà nó rồi, quay ra ngoài. Thì thằng cha này là vật tay giỏi nhất khu Flood Slam này. Thì khi bật xong với nó sẽ nói đề cập đến một thằng cha nào đó từ nơi nào đó đến, không biết còn khỏe không thằng mình. Đó là một mấu chốt cho chúng ta sau này thực hiện tiếp một quest Bring It On. Do I ever? You bet I do. All right, come with me. Let's do it now. I'll be tied up later. All right. Rồi đi theo nó thôi. Nói chuyện nó ngay khúc này. Ready? Sell game lại trước khi đánh. Let's do it. Đặt cược 100 đi, bạn thắng chắc rồi. Mother, I told you to leave me alone. Talking time, someone's murdering kings. Know any kings, mother? Well, neither do I. Lag quá. Better make it bloody fast or I do the job for him. Lag không chấp nhận được các bạn hữu. Không hiểu sao lúc mình đang chơi cái này thì FPS còn lại có 15 mà. Ôi pháp. Như người ta đã nói, lót lại. Lót lại. Ha. Giờ thì đỡ hơn rồi, FPS giờ là khoảng là 30 nên ổn thôi. Nó chẳng là cái thá gì cả. Dấu. Rồi 100 orange. Strong as an ox. Here are your orange. Once we had a company of Adam Pangrat's mercenaries here. Da 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 da. I'm the strongest here, so I took on a duke. But that lad's got superhuman strength. Superhuman strength. If you ever see him, tell him Bard Bargy drinks to his health. All right. All right. Xong, thực hiện xong web bring on first slam. I told you to leave me alone. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quest Shone Trouble. Tìm thằng cha Churap. Nó hay ngồi ở khu nhà bên này. Đã đã đã. Ủa không phải à. Vậy chắc là trong nhà rồi. Ôi chào ông. Nói chuyện với nó. What of it? We're poor folk. I'm sure we can work something out. You best go to Flotsam Town Square near the inn. There are notices on the board there. Just leave the troll be, please, no matter what the townsfolk say. Rồi, chúng ta sẽ nói tùy bạn thôi. I heard you don't want to get rid of the troll. Who'll maintain the bridge when he's gone? Hire some people. Know the cost of a craftsman these days? That idiot troll looks after the bridge for petty tolls, more or less. The bridge is in ruins and the troll's robbing people. Aye, it's because he's hit the bottle. You could help him. Ý mà nói là hắn đang uống rượu. I'm a witcher, not a nanny. Nói chung thì ông này yêu cầu chúng ta đừng giết con troll. A hundred orens. Và
You're costly, but what the hell? Let them see I place the village's welfare above all else. Đấy, nói chung là con vì lý do đó mà control bắt đầu không còn canh giữ cái cầu nữa, vì nó uống rượu rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý việc đó. The story of the boy who cried wolf. Come on. Come on. Oh. Khó nhặt vãi. Và các bạn hãy nhớ, khi chúng ta nói chuyện control, chúng ta sẽ được diện kiến một sức mạnh vô cùng yếu của nó. Nói chung là nếu bạn bôi sẵn đồ trên kiếm thì khoảng 3 hoặc 4 nhát là nó đầu hàng liền. No. No what? No passage. Give vodka you passage. I don't have any vodka. Do I look like an innkeeper to you? No vodka, no passage. Kệ nó. Vào phần craft, nhét cái west stone vào. Hey. Good. Rồi. Wonder how many more. Lúc nó lao tới thì bạn chỉ cần lội sang một bên. Lúc này một nhát chém của bạn sẽ làm cho nó bị stun. Còn ngoài là bạn tự hiểu. Enough! Don't hit! I'd be good! Nếu bạn chọn câu dưới thì bạn sẽ bắt đầu giết nó luôn. Và kết thúc quest ở đây một cách đơn giản và dễ hiểu, nhưng mà phần trên sẽ cho bạn nhiều thứ hơn nhiều. But no pain in brain. Brain pain always comes with a reason. They killed my woman. She good. She cooked meat. Who killed her? Don't know. Miss it on bridge. Go home. No meat smell. Woman dead. Had no head. Guts to drink. Bị chặt đầu rồi. In can't go. People that kill. But guts to drink. If I find your woman's murderers, will you put aside the booze? You no find none. We'll see. I've got friends here. I'll talk to them. Alright. Bây giờ thì đi nói chuyện với bọn chiến kia. Cái nào. Bây giờ quay lại. Và nếu bạn nhớ thì lần đầu tiên gặp bà Sile, bà phù thủy đó, bà có đề cập đến việc tìm đến lưỡi John này kia. Và có nói với Trish Medical về việc các phù thủy hay sử dụng các bộ phận của John để mà chế tạo thuốc. Thì tại sao một người nào lại chặt đầu của một con John? Thì chúng ta có thể cho rằng manh mối đầu tiên là đến hỏi bà Sile về việc ai lại cần cái đầu của con John. Không bao giờ nghe lại hiểu nổi mấy con nhóc kia đang nói cái điều gì. Ok, mò lên trên. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lên trên gác nói chuyện với bà Sile. Khi vào bên trong. Alchemists use troll tissue in their research, don't they? Troll eyes and tendons are potent ingredients, useful in many potions. White Raffard experimented with their blood, claiming it had regenerative properties. He was wrong, of course. Okay. Is there any reason an alchemist would want a troll's whole head? I don't think so, unless he wanted a trophy.
Ổn. Bây giờ thì xem trong phòng cô có gì để tôi lột đồ nào. À, chẳng có gì nhiều. Ôi, ấn lộn nút. Thôi kệ đi. Chỉ là miếng vải mà, nhặt được đâu chẳng được. À, bây giờ chúng ta đi xuống. Thì bạn nên nhớ một câu thế này. Khắp xung quanh khu này, bạn bắt đầu tìm từng căn nhà một trước khi bạn tìm thấy cái đầu của con trôn. Con trôn nữ. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho một nơi. Nó ở không đâu xa, chính là ngay cái căn nhà, chính là trong khu làng của Flotsam. Flotsam. Để mình chỉ cho bạn căn nhà đó. Ở mô hè mình để ở đâu ta? Nói chung là căn nhà đó có một cái viền, có một bên mặt nó hơi thấp một chút xíu. Đây à? Đâu có phải. Ủa? À, là nó. Đi vào bạn sẽ thấy ngay cái đầu của con trôn nằm trên anh trên tường. Excellent work. In it? The finest hides and the tannins on half of either. A straggler here, a lobber there, sometimes a hapless calf. I've even got otter fur for you. You hunt? Oh, we must not hunt in the royal forest. Even children know that. Besides, it's too dangerous to go among the trees now, what with all those monsters. They must be finding more food in the area. A war's brewing, he thinks. Not necessarily. The Scoia'tael attack merchants and ambush patrols. Ideal conditions for necrophages. We ought to wait for better times and be satisfied with the little things, like the good book teaches us. Where do you get the sheetron? I bought it. Cost me a fortune, but it was worth it. No one else in Lobinden's got a troll's head. Who'd you buy it from? Dimitri. Who else would dare trap a troll in its very own den? Where can I find this Dimitri? That I don't know. But you'll find his mates carousing at the inn in the evening. Okay. In the evening. So, nghĩa vụ của bạn là đến được cái đến cái khu inn ở Flotsam. Và trong ông này chính là boss cuối trong trò. See ya. Xu và lắc xúc sắc. Bạn nên nhớ là lúc này bạn không, ông ta sẽ không chịu lắc xúc sắc với bạn đâu. Về việc đó chúng ta sẽ bàn kỹ sẽ về đoạn sau. Thì chúng ta sẽ đến chỗ nhà nghỉ ở Flotsam và chờ đến tối. Rồi, mò lên trên. Chịu lại lần này thực hiện xong West mà cái cục Weststone mà vẫn chưa bị hết tác dụng. Đây, ở ngay đây các bạn đứng chờ đến nửa đêm. Chả ai như thằng cha Witcher này. Thiền đến đêm chỉ để vô quán rượu uống. Ok. Bây giờ các bạn rẽ bên tay đó, đúng rồi, bên này. Khu này cũng khá nhiều rồi, để bạn lượm mà lượm hết cho mình nhé. Và rất nhiều đồ đó, tìm mình đi. Rất đáng. Rồi đó, xe game lại, nói chuyện với thằng cha đang ngồi giữa, đang ngồi ăn táo, đứng ăn táo. Who's asking? Because you see, friend, I'm starting to find this a mite confusing. You here at the bidding of that old rag, the Fistech boys or Laredo. And be straight with me. I heard you hunted down a troll. None of your plowing business. Chọn cầu dưới đi. Trên đi, trên chứ, trên chứ. Dưới phải đánh nhau mệt lắm. Who hasn't? They say you can gut a man with a single cup. Yeah, I can. But if you don't tell me where I can find Dimitri, I'll splash your guts on the walls. Good boy. Steady. Start talking.
Bây giờ thì bạn chỉ cần nghe theo thằng cha này. Đại khái là nó bây giờ ha, thằng cha Dimitri đang ở nghĩa địa ở bên chỗ ngôi làng lúc nãy. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ lo thằng cha này. À, như bạn có thấy đây là West Park Cafe của Floss Sam. Bây giờ chúng ta phải đánh lần lượt với những thằng cha như sau. Thằng cha thứ nhất, thằng cha thứ hai và thằng cha thứ ba. Phải bạn buộc phải đánh nhất đánh bại hai thằng cha thứ nhất và thằng cha thứ hai thì thằng cha thứ ba mới chịu đấu với bạn. Và thằng cha thứ ba chịu đấu với bạn thì sẽ có một thằng cha người lùn lại chịu đấu với bạn. Và khi thằng cha người lùn chịu đấu với bạn thì bạn mới có thể đánh bại thằng cha lúc giữ cái đầu của con trôn nữ. Thì khi bạn lên thắng thằng cha trôn nữ, bạn sẽ có quyền chọn lấy cái đầu của con trôn nữ và đưa cái đầu của trôn nữ đó cho con trôn. Nó sẽ cho bạn cái cấu trúc ở cái công thức để rèn cái bộ giáp Hunter. Bộ giáp tốt lắm nhé, không đơn giản đâu. Mình xem game cái đã, quên mất. Đó. Roll thôi. Bạn chỉ cần kéo từ 5 đến 10, đặt hết Master. Stop. Giờ tutorial đã bắt đầu. Các bạn hãy nhìn trên màn hình. Hiện tại đang có 6 mặt của một cái xúc sắc. Thì các biểu tượng như trên hình đó, thì xong biểu tượng, những cái biểu tượng trên sắp xếp từ theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và trong quá trình thì trong lúc chơi, bạn có dùng chuột nút right mouse để left mouse chứ, để thả xúc sắc. Hét nhẹ cái mouse trong lúc thả sẽ làm hiệu ứng vẩy ra, nhưng đừng vẩy quá mạnh vì xúc sắc văng ra ngoài sẽ không được tính đâu. Thì trong này có các dạng tính như sau, không phải tính tổng số đâu các bạn, mà nó sẽ tính như các dạng thắng như sau. Five of kind là khi bạn rắc xúc sắc ra mà nó có 5 mặt giống hệt nhau thì gọi là five of kind. Five of kind sẽ chia thành các đoạn như là five of kind 1, five of kind 2, five of kind 3, 4, 5, 6, tức là 6 mặt cùng 6 hoặc 6 mặt cùng 1. Four of kind là 4 viên có cùng một mặt sắc ra, bạn sẽ thấy có 4 viên có cùng một mặt số, như là 4 viên 1, 4 viên 2, 4 viên 3 cho đến 4 viên 6. Thì viên còn lại sẽ con số bất kỳ không tính. Full house là 3 con mặt, 3 viên xúc sắc có mặt giống nhau và 2 viên có mặt giống nhau, tức là 2 cặp 3 và 2. Thì đó là cách để tính các số như vậy. Còn hai dạng nữa là 3 dạng nữa, 4, 5, 6 dạng nữa là 6 high straight, là một chuỗi số từ 2, 3, 4, 5, 6 và 1, 2, 3, 4, 5. Thì 6 height và 5 height là có cấu trúc là giống nhau, là con số đến từ nhỏ tới lớn. Thì 6 height là lớn hơn 5 height. 3 of kind, 2 pair, 1 pair là gồm 3 cặp giống nhau. Còn hai con cái còn lại thì sẽ hai cái viên xúc sắc còn lại sẽ là giống nhau, sẽ là khác nhau. Còn two pair là hai xúc sắc giống nhau và một cái khác. One pair là ba cái kia đều loạn xạ, có mỗi hai cái này là cùng một cặp. Thì về cơ bản sẽ theo thứ tự. Cái five kind là đứng nhất, là lớn nhất. Four kind là lớn nhì. Full of house là lớn ba. Và theo thứ tự six high straight và five high straight. Three of kind, two pair, one pair thì sẽ theo thứ tự ra mà trở xuống. Thì khi bạn sắc ra như vậy, hãy cố gắng tạo cho mình, hãy chọn nếu như bạn đã hoàn thành được, thí dụ bạn hoàn thành được full house, mới một nửa full house thôi, thì bạn hãy giữ nguyên ba con số ba đó và ba con số đang giống nhau đó và lắc sắc lại hai con số còn lại để tạo ra cơ may cho bạn được chiến thắng. Vì về cơ bản khi không sắc ra con gì thì không sắc ra được dạng gì trong các dạng trên, 6 dạng trên, 8 dạng trên, 7 dạng trên gì đó thì hậu quả sẽ thua rất dễ dàng. Luật chơi cơ bản thì chỉ có nếu như hai bên ra các biến như nhau, như là cả hai đều ra 5 of kind, thì ví dụ 5 of kind mà toàn mặt toàn 4 sẽ thua 5 of kind mà toàn 6. À, xúc sắc ném văng ra ngoài sẽ không được tính, nghĩa là bạn ném ra 5 cái nhưng văng một cái ra ngoài thì bạn chỉ được tính 4 cái thôi. Sau lần đặt cược đầu, bạn được đặt cược max tiền lần nữa. Bạn nên đặt cược max tiền vì nếu bạn đặt thấp hơn thường đối thủ sẽ tăng tiền cược, nên bạn cứ max mà quất cho nó nhanh.
như thua thì loát. Và quan trọng là sau mỗi lần đổi xuất sắc, bạn được quyền chọn xuất sắc nào và muốn bọn muốn sắc lại. Sắc lại là cơ hội để bạn gỡ lại với lần sắc đồ khá xui xẻo của bạn. Bạn có và lúc này hãy tự tin như thật và tạo ra biến mình muốn. Tối đa một lần sắc được chọn hết, một lần sắc lại được chọn hết 5 viên xuất sắc. Đó là luật chơi của cơ bản. Nếu mình nói cái gì các bạn không hiểu thì cứ hỏi mình sẽ trả lời sau. Nhưng giờ thì hãy tiếp tục, hãy ngon hơn, có lợi hơn cho bạn. À, thực ra thì bạn làm gì thì làm. Bất bạn vì điều này sẽ tốn không khá nhiều thời gian của bạn đấy, bất chấp thủ đoạn đi. Bạn sẽ chơi nếu tốn nhiều tiền quá thì lót lại. Oh nice. Dự là mình thua. Chắc chắc. You lost. Thôi nói chung là bạn các bạn làm sao thì làm. Chờ đi cho nên nào mà thắng hết đủ. No. Try Ina Gorzel from the Craftsman's District. Beat him and who knows. Maybe even nói chung là bạn đánh thắng hết đủ thằng thứ ba thì cha sẽ báo với bạn là đi gặp thằng cha người lùn. Còn một điều nhỏ nhỏ nữa các bạn có thể làm, đó là tham gia câu lạc bộ chiến đấu này. Rồi bây giờ thì đồng ý với hắn. Thằng kia suốt ngày ăn táo. Là dục. Good for starters. Put your coin down. So what'll it be? Đặt 10 đi, dễ đấu mà. Mày không ăn tao thì đừng có ăn cái dục quay ấy. Dục thì đã rồi là ăn tiếp. Các bạn nhịp nhàng nhé, mình chả muốn supply gì ở đây đâu. Laptop, what happened to a laptop? Mình biết là mình nghe lộn nhưng buồn cười vãi. Mày lại ăn táo nữa thì tao sẽ giết mày. À, lần này uống nước. Sleeps in daytime, drinks before he eats, and tells women to get dressed before he plows them. Flippers. Show us your orange. So what'll it be? 15. Đấu trận thứ ba đi, sẽ có chuyện xảy ra. Let the dance begin. To vãi. Hey champ. Đó. I can tell you're a serious contender. Far too good for this drunken riffraff. Believe you me, I know what I'm talking about. So, I don't know you. They call me King Ziggy because I pay like a king. If you want a taste of fame and riches, look for me by the inn in the evenings. I'll take you to the right place. Nói chung buổi tối bạn quay lại đây mà thì gặp thằng cha đó. Nói chuyện với nó nhưng đó là chuyện của quest sau này. Up for another, brother. Sẵn tới luôn. Who's up next? I knew you'd end up fighting each other. Thì mình thì tiêu hao khá nhiều tiền để chơi với bọn kia rồi. The bastard eats honey straight from the hive, drinks for four, and some say he can hang a bucket full of water from his cock. You better get a solid coin pouch ready. So what'll it be? Let's do this. Accept. I'm ready. Gentlemen, let the dance begin. Khỏi nhắc bố. Hỏi chờ. Pháp. Kick the plowing bastard.
sao bây giờ ra khá dễ ấn. Alright, thế là đủ rồi. Congratulations, you dropped some of the toughest brawlers. Well done. Chạy bố bay, đã bận rồi. Còn việc nữa nhỏ nhỏ nữa các bạn có thể làm đó là ra đây. Mình thấy không? Nói chuyện với một trong những cô đào ở đây rồi bạn trả tiền cho cô rồi chuyện gì xảy ra bạn tự biết. Nhưng mà bạn lưu ý một điều là trông thì xấu vậy thôi, nhưng mấy bà đòi tiền thì không rẻ đâu. Nhìn kỹ nhé, thường để đồng ý thì phải trên 50%, quá mắc. Bạn muốn nghịch thử thì cứ nghịch, mình thì không, biến. Sinh lý mình đủ khỏe để nín. À, tiền thể có một số, có một bạn, hai bạn, một số bạn thắc mắc về việc là cái nào thay đổi kiểu tóc trong game á. Thì đây, chúng ta sẽ đi thay đổi kiểu tóc trong game đây. Bên này gì? Ok đi thôi. Rồi đi thôi. Rẽ ra ngoài bên này vào trong thành. Bạn sẽ để ý. Oh. Khúc nào ta? Ấy chết quên, phải để ở cái journal là Poker Face mới gặp ông được chứ. Đây, đi đường này. Chúng ta sẽ đi để đánh xúc sắc với thằng cha thở ở cắt tóc. Đấy, lão đấy. Trước tiên nhặt đồ trước đã tiến tiếp. Greetings. What brings you here, White Wolf? Do we know each other? Wow. I know. Đây. Hello, chết thử. Đây. Các bạn chọn vào Change My Hairstyle. Chọn tùy bạn. Ở đại đi. Cắt cái này đi. Trả bao nhiêu tiền thì bạn. Rồi, trả khách cái mấy nhưng mà nói chung mất cái đít tóc tí. Kệ đi. Bây giờ thì liệu xúc sắc đi. Lại lần nữa nhé. Các bạn bất chấp thủ đoạn, làm điều gì thì tùy các bạn. Save trước rồi chơi xong rồi loát. À lộn nhầm. À, chơi xong thua mới loát. Thắng rồi loát mệt lắm. Xong rồi thắng. Thông cảm, mình tốn đến 3 lần mình thắng rồi nó nên mình đã muốn show ra làm gì. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp thằng cha bọn đã giết Citron, thằng cha Dimitri, đánh bại bọn chúng xong. Sẽ đi gặp thằng cha giữ đầu của con Citron. Lắc xúc sắc bại, đánh bại, đà bại được nó. Rồi lấy cái đầu Citron mang cho, trao cho con Tron. Thì sẽ thực hiện kết thúc quest cùng lúc. Sẽ đơn giản hơn. Sorry, mình lạc rồi đi làm vòng hồi cuối cùng lại mới mò ra thì lúc đó trời đã tối. Mà chả sao, trời tối nó sẽ trông hợp lý hơn là thế vì chúng ta đi để nghỉ địa mà. Với sẽ đúng với mật độ, với đúng với các bước đi của quest hơn. Rồi, mà lên đây. Chúng ta sẽ đối phó với con người nên chuẩn bị sẵn vũ khí chống người của bạn nhé. Bôi thêm ít dầu hỏi hệ người vào. Trận đấu này khá đơn giản. Chỉ hy vọng là lúc mình đang chiến thì đừng có tụt FPS thôi. Save game lại trước. Chat ý tí dầu lên. Dầu Hunt Man's Venom. Venom. Đấy, thì bây giờ rút kiếm ra và đập tụi nó. The reader will know that's no squirrel.
but an ordinary elf. He won't know shit. Ears pointy, check. We'll dress the corpse in green and collect an even 100. Heard Milena makes more than that. I guess robbing the soldier is better business than robbing elves. I'm not here about it. Got it? Treacherous rag. She'll get what she deserves. Won't be long now. Couldn't satisfy her, eh? Can't fault the girl for being ambitious. And the stiff on the ground is who? Some spy from Vizima, soon to be our squirrel's grave mate. Lorido told me to get rid of him, and since we've got this vacancy in the boneyard, thought I might do our friend a small favour. He don't look like no spy. They never do once they're dead. Ah, almost forgot. Might pay to search him good and thorough before we plant him in the dirt. You, Dimitri? Okay. Why the fuck do you want to know? Not yet. The troll sends his regards. Kill him! No Ngay lập tức luôn, đúng là. Để ra Dimitri kể đi. Chúng ta sẽ lấy kiếm của nó sau. Cái kiếm của nó có một lỗ để ép ngọc. Thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ép ngọc luôn. Điều khiển một đứa. Nhờ đánh nhau giùm. Hy vọng stun được nữa. Cái tụi này được lắm. Ta một mình rồi nha. Nguy hiểm chết vật. Yaren. Wait. Trời ơi. Nó lại đây con. Nó lại đây. Vô lâu. Đây đã, đó. Chết mày rồi con ơi. Finish him. Rồi lụm đồ thôi. Thằng cha này sẽ, Dimitri này sẽ thả ra cái kiếm của nó. Khá ngầu đấy. Và bản thân cái việc giết chết thằng cha này kích hoạt một cái quest nhỏ nữa. Có tên là High Out. Nói chung là cái đó thì chúng ta sẽ tính sau. Vì thằng cha này thả ra cái chìa khóa mở cửa cho đi hầm ở chỗ trú ẩn của tụi này. Ô, thằng cha này có chứa đồ. Lụm luôn. Report for Thaler. Thôi đó tính sau. Đi về đã. Bây giờ chúng ta sẽ chờ tới sáng. Mò vô nhà thằng cha đánh cờ có cái đầu con Citron. Tên gì quên bán nó rồi. Đánh bại nó không? Trong trò đời chơi xuất sắc rồi. Lấy cái đầu về trao cho con kia. Thế nhận được đủ quest. Đương nhiên thì thực tế trong cái quest troll trouble này bạn có hai lựa chọn. Một là giết con troll. Hai là cứ giúp đỡ con troll. Nhưng bạn nên nhớ này có một điều thú vị nữa là bạn có thể lựa chọn thứ ba. Giúp con troll xong giết nó. Vì thực tế giết được nó thì bạn sẽ kích hoạt một bước nữa của một quest tên là Medallion Hurt hay là Medallina Hurt gì đó. Đại khái thế. Nhưng đó chúng ta sẽ tính sau. Mình không nỡ giết con troll. Nó yêu vợ mà. Rồi, ở đây. Chờ tới sáng. Rồi, vô nhà nó chơi. Vô nhà anh chơi xuất sắc. Tôi chờ anh suốt đêm đấy. I'd like to play dice. Shall we play now? Ok, một lần nữa thắng bằng bất cứ thủ đoạn nào bạn có. Rồi bạn thắng, rồi mình thắng. You're good. 4 lần chơi mình thắng đó. Right. Đừng nhận coin. Mày chọn câu trên cùng. I don't want coin, I want something else. Suit yourself. Choose. Bạn chọn cái gì chọn nhưng mình cá nhân bạn hãy chọn Citron. Rồi, nhét lại đâu thì mình không biết, chắc nhét lại đít. Cái đó mà không vác, một người vác chật vật thì mệt á, thì mới đã. Mấy thằng này toàn chứa đồ Doraemon không mà họ giấu.
Bây giờ thì mọi chuyện trouble. Đường đi đến chỗ chôn thì bạn biết rồi đó. Mình khỏi nhắc gì. Giết xong con chôn này, chúng ta còn phải đi lấy thêm phần thưởng nữa. À không, nhầm, không phải giết. Mà là giúp bên trong con chôn này chúng ta phải đi lấy phần thưởng nữa. Give vodka, dwarf. You drink too much. Your eyesight's shit. Why, Buck? I punished your wife's murderers. Mine? You'll find what's left of them at the cemetery. Okay. I find. Will you fix the bridge? Troll's true. Make sure your hands are steady when you do it. No drink more. Head in peace. Rồi nói chuyện với nó. Rồi trao cho nó cái đầu. Found your wife's head. My woman, I not forget. I give reward. Đó, bộ giáp Hunter. Rồi thì đi thôi, đi lấy phần thưởng của mình. Thành cha trưởng, có lẽ thằng này đó là thành cha trưởng làng. Nó đã hứa cho chúng ta 200 orange, nhưng mà khi nói chuyện nó chỉ đưa 100 thôi. Vậy nên trước khi nói chuyện với nó, bạn hãy nhớ save game. À, quên mất. Cây này là cây kiếm rơi ra từ xác của thằng đó. Bây giờ thì bạn nhét ngọc vô. Bạn chọn cái ngọc nào cũng được, nhưng mà có lẽ mình sẽ lấy ngọc Fry Rune. Vì khi chém bằng Fry Rune thì bạn sẽ có thêm sát thương hệ lửa. Còn mấy cái này thì nói chung tùy ý bạn thôi. Bạn đọc thế nào thấy hợp lý thì nhét vô. Mình chọn Fry Rune. Nhét vô cái kiếm. Và xong. Bây giờ bạn chém thử đi. Đôi khi sẽ gây sát thương hệ lửa nhé. Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Nói chung thì thằng cha trưởng làng sẽ thất hứa về vụ đưa cho ta 200 orange, mà nó chỉ đưa có 100 thôi. Giờ thì lúc đó bạn save game lại trước khi nói chuyện với lão. Rồi chọn khuyến dụ lão. Lão sẽ chịu lên. Đương nhiên khúc cuối lão có chửi một hai câu, nhưng mà nói chung là vậy đó. Ồ, lão đây rồi. Cứ thích đi mặc đùi đi khắp nơi. Muốn thằng đần. Save game lại. You owe me 200 orange. You'll get 100. The Shun didn't try to cheat him on me. He kept his word. You're trying not to. I haven't the coin. Sure you don't want to look a little harder? What if I don't find any? Then I'll look myself. This is robbery. Here, I hope you choke on it. Thì sao? Cô giúp lão mà. Giờ chúng ta sẽ rèn thêm bộ giáp Hunter, mặc vào cho nó đẹp. Rồi khi nào mình kiếm đủ cái dụng cụ, mình sẽ rèn cái áo giáp Kheran. Giáp Kheran thực sự khá tốt theo ý kiến của mình. Có một số người chê nó, nhưng mà nói chung mình cảm thấy nó khá tốt. Cộng nhiều máu lắm, các chỉ số phòng thủ cũng cao. Welcome. Craft me an item. Craft an item for me. Chọn Hunter Aimer Create. Good. Giờ mặc vô cho đẹp. Có đến 3 lỗ để bạn mặc lại nhé. 3 lỗ để bạn nhét đồ nữa nhé. Đẹp. Ngầu. Tất cả các bạn sẽ đổ ngầu, giờ bạn có thể nhét đồ vô tùy thích mình. Nhưng mà cái đó thì tùy tính sau đi. Nhưng nếu bạn thích, bạn có thể bỏ những cái có thể upgrade được cho giáp là những cái thuộc hệ mấy cái nhìn như là mấy cái móng tay ấy. Như cái lộ vai giáp mới đúng. Còn mấy những cục như phân sân rune đồ lên tim thì không thể nhét vô giáp được.
Rồi, nói chung tập 6 kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở tập sau. Xin chào các bạn. Đây là đoạn kết thúc của video tập 6 walkthrough của The Witcher 2. Mình rất vui vì đã đứng được tập 6. Dạo này video ra càng lúc càng trễ vì mình phải nghiên cứu rất nhiều về các hệ thống trong game. Nhưng rất cảm ơn các sự hỗ trợ và support của các bạn suốt khoảng thời gian qua. Hãy like và sub nhiệt tình nếu như các bạn cảm thấy video này xứng đáng như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 7.